Chào các bạn, tôi Hoàng Vũ là nhà sáng lập của phúchung.vn. Website cung cấp những thông tin về quy hoạch cũng như là các văn bản có tác động đến bất động sản tại Phú Quốc. Ngày hôm nay thì cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là những cái lưu ý khi mà chúng ta mua những cái mảnh đất mà không hiển thị đường trên sổ ở Phú Quốc. Đúng không ạ? Cái câu chuyện mà những cái thửa đất không hiển thị đường trên sổ ở Phú Quốc đã có từ giai đoạn là trước năm 2018 rồi, đúng không ạ? Thời điểm đấy, đúng không ạ? Những mảnh đất công bắt buộc phải chia nhỏ ra thì mới có thể là dễ dàng bán lại cho nhiều người, đúng không? Cái thế thì nghĩ là gì ạ? Thì đấy thì đa phần người ta mua và ta mua công chứng ngay, đúng không ạ? Thì việc phân lô tách thửa thì nó tạo ra sổ ngay rất nhanh thì thỏa mãn được điều kiện đó, đúng không ạ? Bên cạnh nữa, để mà chờ một cái dự án, đúng không ạ, 1/500 được các thứ xin phép các thứ thì các cậu nên làm xong thì chẳng ai mua. Đấy, vấn đề đó là như thế, đúng không ạ? Vì yếu tố thời điểm đó là mang tính thời điểm mà nó yêu cầu phải thật nhanh, cái gì nhanh thì mới có thể mang lại lợi nhuận, đúng không ạ? Tại sao có những người mà thể nó đúng không ạ, trong một tuần thôi, một tháng thôi họ lại kiếm được tiền mà mấy năm họ kiếm được, đó là như vậy. Ok, thế thì cái thửa đất mà không thì tiền đến sổ ấy thì nó có hai loại, một loại là có cam kết để đi chung và một loại là không có cam kết để đi chung. Thì ở cái loại mà có cam kết để đi chung ấy thì nó khác như thế nào? Thì những cái thửa đất mà có cam kết để đi chung ấy thì tôi nói thật với các bạn thì nó rất là an toàn, tôi nói thẳng luôn là nó rất an toàn. Lý do vì sao? Vì là gì ạ, là tại cái văn bản cam kết đường đi chung đó, đúng không ạ, họ ghi rất là rõ ràng là tờ bản đồ số thửa bao nhiêu và diện tích bao nhiêu, đúng không ạ, và cam kết làm đường đi chung cho các cái thửa đất ở trong cái khu vực của cái khu phân lô đó, họ đã thấy rất là rõ ở trong cái văn bản cam kết đường đi chung và nó đã có chứng thực tại phòng công chứng rồi, đúng không ạ? Và như các bạn có thể xem cái hình minh họa đây, thì đây là một trong những cái địa chính mà có thể hiện là cái cam kết đường đi chung của họ ở trên địa chính luôn, thì các bạn có thể quan sát cái hình bên cạnh đó. Đây là cái thứ nhất, thì tôi muốn nói là gì ạ, những cái thửa đất mà đã có cam kết rồi thì nó rất là an toàn, đúng không ạ? Thì nếu như các bạn còn một chút thắc mắc, đúng không ạ, thì các bạn có thể đọc cái khoản 2 điều 254 của luật dân sự năm 2015 ạ, thì có nó rất là rõ ràng về vị trí, chiều dài, chiều rộng, chiều cao của thửa đất làm lối đi chung rồi, đúng không ạ? Thì nó đã thỏa thuận là cái tờ nó cái số thửa đó rồi thì chắc chắn là nếu như xảy ra tranh chấp hay bất kỳ vấn đề gì liên quan thì chúng ta đều được pháp luật bảo hộ vì nó đã ghi rất là rõ trong luật dân sự rồi, đúng không ạ? Thì là cái thứ nhất, chúng ta không bao giờ phải lo lắng là chủ đất sẽ giả lại cái đường đó, không có chuyện đó đâu, đúng không ạ? Không ông nào ngu ngốc như vậy. Đấy là cái thứ nhất. Ok, cái thửa đất mà không có cam kết đường đi chung thì nó như thế nào? Với những thửa đất mà không có cam kết đường đi chung ấy thì tôi nói thật thì các bạn mua cái mảnh đất này nó rất là rủi ro, đúng không ạ? Rủi ro thứ nhất là vì sao? Vì thứ nhất là khi mà đã không có cam kết để đi chung ấy, thì tuy nhiên trước khi nói đến rủi ro nhé, thì tôi sẽ nói đến là gì, theo luật đất đai, đúng không ạ? À, không phải theo luật dân sự 2015, cụ thể là khoản 1 điều 254 thì họ ghi rất là rõ rồi, những cái thửa đất mà không có đường đi, đúng không ạ, mà xung quanh đều bao bọc bởi những cái thửa đất liền kề thì được quyền yêu cầu cái chủ sở hữu của những thửa đất liền kề đó chừa cho mình một cái lối đi chung. Còn cái chừa cái đường lối đi chung đó thì chiều dài, chiều rộng, chiều cao như thế nào là do thỏa thuận giữa các bên, đúng không ạ? Thế thì điều rủi ro để xảy ra đây là gì, là cái chiều dài của thửa đất, chiều ngang của con đường đó, đúng không ạ, nó sẽ không có thể không như mong muốn của các bạn, đúng không ạ? Ví dụ như ngày hôm nay các bạn đi mua thửa đất đấy nhìn đường 6 mét 7 mét, đúng không ạ? Thế nhưng mà thời gian sau thì cái thửa đất đấy chủ đất rào luôn vào 4 mét, các bạn có 2 mét để đi rồi, đúng không ạ? Rất là rủi ro. Thế nên là những thửa đất mà không có cam kết để đi chung thì rất rủi ro, và các bạn đừng có mua những thửa đất như thế này, tôi nói thẳng luôn, đúng không ạ? Đừng điên, đừng có màn dại gì mà ôm dương trên bụng, đúng không ạ? Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Ok, thế thì những cái trường hợp mà thường gặp ở Phú Quốc, đúng không ạ, là như trường hợp những cái thửa đất mà không có thì được trên sổ Phú Quốc thì nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là thửa đất đấy nó đã có cái sổ đường, đúng không, tôi gọi khái niệm nó là một cái sổ đường. Cái sổ đường đấy thì người ta cam kết cái tờ bản đồ đó, cái số thửa đó, diện tích đó vào trong cái vấn đề là cam kết được đi chung rồi, thì chúng ta rất yên tâm như tôi vừa nói ở trong cái nội dung trên, chúng ta không lo lắng nữa. Thì ở Phú đa phần là những khu phân lô nó đều có cái văn bản cam kết đó, đúng không ạ? Cái điểm thứ hai nữa là gì ạ, là những cái thửa đất mà nó liền kề với nhau mà là không có sổ đường thì cái thửa đất này thì nó bắt buộc phải có một cái văn bản thỏa thuận đường đi chung của các cái hộ dân ở bên trong cái khu khu phân lô đó, đúng không ạ? Đó thì các bạn cần phải đọc kỹ những cái điều khoản ghi trong cái đường đi chung đó, cái thỏa thuận đường đi chung đó, đúng không ạ? Thì cái việc phân lô như thế này thì nó có hai hai mặt. Cái mặt hạn chế là gì, là cái thửa đất ấy nó sẽ bị nhỏ hơn
so với là diện tích thực tế trên sổ. Cái lợi thế là gì ạ? Nếu như trường hợp mà nhà nước thu hồi đất hay là dự án đến lấy đất thì họ sẽ đền bù ở trên cái diện tích mà ghi ở trong cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đúng không ạ? Đương nhiên họ được nhiều tiền hơn. Đó, các bạn hiểu đơn giản là như thế. Ok, thế ra một trong số những cái trường hợp thường gặp ở Phú Quốc nó là như vậy. Tuy nhiên là Phú Quốc cũng có những cái khu phân lô mà không có cam kết nha, nên chính vì thế các bạn cần phải lưu ý đến điều này. Ok, tiếp theo nữa là gì ạ? Là một số câu hỏi thường gặp. Câu hỏi thứ nhất là gì? Thường gặp là gì ạ? Là cái thửa đất này thì có một bạn bạn hỏi tôi như thế này: anh ơi, thửa đất của em mua cái khu đấy là khu phân lô, nhưng mà cái sổ đường đấy em sợ là sau này là chủ đất thì họ họ mặc dù họ có cam kết rồi, nhưng mà em sợ là sau này họ bán lại cho người khác, hoặc là họ 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 ký dựng với lại các tổ chức tín dụng. Thứ nhất thì tôi mới bảo bạn ấy luôn như này: anh nói thật với em, khi mà mua bán đất đai ấy, thì không ông nào ông dại rồi thì ông đi mua một sổ đường hết á. Bởi vì cái sổ đường nhìn thù nó thành các bạn có nhìn biết ngay, đúng không? Nhìn là các bạn biết ngay là xung quanh nó có rất nhiều thửa liền kèm, nó cứ từ ô xẻ đó, các bạn nhìn các bạn biết ngay. Đấy, mà khi các bạn đến chưa lên công phòng công chứng để trong công chứng sang tên, đúng không ạ, thì chắc chắn phòng công chứng các bạn cái văn phòng cái văn bản này đã ký công chứng rồi, đúng không ạ? Nên chính thế là không thể nào mà mua bán được đó. Ok, thế là xong, đi về. Đấy, còn nếu ông là ngu dốt mà dại dột mà mua vào có thể là chấp thì quyền lợi thiệt hại đương nhiên là về người mua rồi, đúng không ạ? Đấy là cái điểm mà tôi nói. Và hơn nữa nhé, tôi cho các bạn nghe, nếu như các bạn nói là các tổ chức tín dụng ấy, mà họ mua những cái mảnh đất đó ấy, tôi nói thẳng luôn là không có tổ chức tín dụng nào mà điên dại gì đi rồi để mua đâu. Bởi vì sao? Khi họ đã cho các bạn, khi gọi là họ đã cấp chấp nhận là cầm cố một mảnh đất định, là họ đã tính toán đến phương án là thu hồi vốn, đúng không ạ? Thì không ông nào mà tự tin thu hồi vốn ở trên sổ đường hết ạ, đúng không ạ? Đừng có nghĩ đến nó, mà kể cả xảy ra tranh chấp tôi nói rồi, đúng không ạ, có kiện tụng, đúng không ạ, thì đương nhiên cái thiệt hại nhất là vẫn về người mua. Đấy, thì người mua đây là những người mua cái sổ đường đó ấy, chứ không phải là những cái hộ dân ở bên trong đó, đúng không ạ? Là không bao giờ phải lo lắng về vấn đề đó. Hai nữa là câu hỏi trường hợp thứ hai nếu mà tôi có thể các bạn hay hỏi tôi, đó chính là gì ạ? Là bạn hỏi tôi là như này: anh ơi, thế thì cái thửa đất được cam kết như vậy rồi, nhưng mà chủ đất họ họ, họ, họ thu hẹp diện tích lại, làm gì có chuyện đó, đúng không ạ? Vì trong cái trong trong cái điều khoản đã ghi rất là rõ là diện tích như thế nào rồi, đúng không ạ, là tờ bản đồ số thửa bao nhiêu để làm đường rồi, thì không thể làm họ thu hẹp lại được. Các bạn đừng bao giờ nghĩ là thu hẹp lại được nhé, không có chuyện đó đâu. Thứ hai nữa là gì, là trường hợp đấy chỉ xảy ra khi có cái văn bản thỏa thuận khác giữa các bên, đúng không ạ? Hai nữa là gì, là chưa có cam kết để đi chung thì họ mới làm được, như tôi đã thí dụ ở bên trên, đúng không ạ? Ok, ở trên đây là một trong những suy chia sẻ ngắn gọn của tôi về việc là những lưu ý khi mà chúng ta mua những cái thửa đất mà không hề ghi được cái sổ ở Phú Quốc. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, thắc mắc nào thì có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại là 0917 46 58. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.